năm truyền thuyết bí ẩn về ngày Halloween. Mèo đen. Mèo đen được coi là biểu tượng của sự không may mắn và thường được trang trí trên đồ dùng Halloween. Loài vật này mang tiếng xấu từ thời Trung Cổ khi diễn ra các cuộc săn lùng phù thủy. Vào thời điểm đó, mèo đen được coi là loài vật gắn liền với ma thuật đen tối hay là quỷ dữ. Một truyền thuyết kể rằng quỷ Satan đã biến thành một con mèo khi kết nối với phù thủy. Tuy nhiên, tại một số nước như Ireland, Scotland và Anh, một con mèo đen đi qua bạn thì đó lại là điều may mắn. Con dơi. Theo văn hóa dân gian, dơi là một trong những loài vật gắn liền với phù thủy. Nếu ai đó nhìn thấy một con dơi vào đêm Halloween thì đó sẽ là điềm báo xấu. Theo đó, nếu con dơi bay xung quanh một ngôi nhà 3 lần thì ai đó trong nhà sẽ chết sớm. Còn theo một truyền thuyết khác, nếu như dơi bay vào nhà bạn trong dịp Halloween thì đó là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn đã bị ám bởi những linh hồn cư ngụ trong thân xác loài vật trên. Vạc đựng linh hồn. Theo một số truyền thuyết của người Celt, sau khi chết, tất cả linh hồn người quá cố sẽ đến chiếc vạc của một bà già, biểu tượng đặc trưng cho tấm lòng của mẹ trái đất. Tại đó, những linh hồn sẽ chờ đợi để được luân hồi, chuyển kiếp. Khi các vị thần khuấy chiếc vạc, những linh hồn mới sẽ vào bên trong và linh hồn cũ được tái sinh. Truyền thống cho kẹo hay bị ghẹo. Truyền thống cho kẹo hay bị ghẹo có từ thời xa xưa. Người ta tin rằng trong dịp lễ hội tạm biệt mùa hè, chào đón mùa đông và tưởng nhớ những người đã chết, tấm màn che phủ giữa thế giới con người và các linh hồn sẽ mỏng nhất. Khi đó, những hồn ma có thể xuất hiện trong cuộc sống của con người. Các linh hồn sẽ giấu mình trong thân xác con người giống như là người ăn xin. Họ sẽ gõ cửa nhà bạn và xin tiền hoặc thức ăn. Nếu bạn không cho họ thứ gì thì sẽ bị những linh hồn trút cơn thịnh nộ, nguyền rủa hay là quấy rối. Bánh linh hồn. Chiếc bánh này sẽ được gửi đến cho nhà những người lạ một cách ngẫu nhiên. Sự đơn giản của chiếc bánh tượng trưng cho những linh hồn mong đợi một lời cầu nguyện cho những người thân đã mất từ người nhận bánh. Đối với một số nhà, số lượng bánh nhận càng nhiều đồng nghĩa với số lời cầu nguyện càng tăng. Mặc dù hầu hết những người nhận chiếc bánh này đều là người lạ, nhưng các gia đình mất người thân tin rằng sự mặc niệm của người lạ cho gia đình mình sẽ giúp cho người vừa qua đời có thể siêu thoát nhanh hơn. Bánh linh hồn có vị như những chiếc bánh quy quế thông thường, thường được thêm nho khô, xếp thành hình chữ thập. Chiếc bánh mang hương vị đặc biệt khiến cho các bạn nhỏ vẫn có thể thưởng thức bánh một cách trọn vẹn sau khi chén số kẹo bánh xin được trong quả bí ngô. Vì lẽ đó, trẻ con thường chọn nó để ăn cuối cùng trong ngày Halloween.